mình đang có mặt ở ga Đà Nẵng. Đấy, bên cạnh bên kia đang là tàu SD3. Và lần này thì là mình đi một cái chuyến đi khai xuân đầu năm ở đất Đà Nẵng. Và sau cái chuyến đi của mình thì là hôm nay là cái ngày mà mình sẽ trở về Hà Nội. Và trong cái lần trở về này thì là mình sẽ đi trải nghiệm từ cái đoàn tàu TN, tàu thống nhất. Đây là một cái đoàn tàu rất là chậm đó, và hiện tại thì tàu TN chỉ chạy tăng cường vào dịp Tết, cho nên là hôm nay thì mình sẽ thử trải nghiệm cái đoàn tàu TN trên một cái hành trình chặng dài xem là nó sẽ như thế nào đó. SE thì là mình trải nghiệm quá là nhiều rồi. Tàu TN thực ra trước kia mình từng trải nghiệm một cái chặng rất là ngắn, nhưng mà hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm chặng dài xem là như thế nào đó. Và bây giờ thì mình đang ngồi đợi đoàn tàu TN6 vào ga, và sau đó mình sẽ lên tàu và trải nghiệm cái hành trình này từ Đà Nẵng về Hà Nội cho mọi người xem. Khách đi tàu TN6 rất là đông, đa số là khách nước ngoài. Đó, bên này là tàu SE3. Có vẻ như là tàu TN6 của mình hôm nay sẽ chậm giờ. Hiện tại đã là hơn 11 giờ mà vẫn chưa thấy tàu vào. Và bên này là khách đi tàu SE3. Tàu SE3 đỗ ở ga Đà Nẵng cũng khá là lâu rồi. Theo như mình dự đoán thì có vẻ như là những cái hành khách này thì có thể là họ sẽ đi Ninh Bình. Bởi vì theo như mình được biết thì là cái trạm Đà Nẵng hoặc là Huế đi đến Ninh Bình và ngược lại là một trong những cái trạm mà rất là thu hút các cái khách du lịch nước ngoài. Một cái phong bao lì xì. Đó, nhưng mà đây không phải là lì xì tiền lộc đầu năm mới mà là đựng cái chiếc vé đi đoàn tàu TN6 của mình. Đây, lần này thì mình sẽ đi nằm khoang 4 điều hòa. Đó, cất vé vào đây thì cho nó đỡ bị nhăn nhó. Cất vào trong cái bao lì xì rất là tiện. Trình vé cho nhân viên thì mình chỉ việc xòe ra như thế này là xong. Đó, xong rồi là khi nào xong thì lại đút vào, xong rồi đóng lại. Đấy, rất là tiện. Mình thì mình thích sưu tầm vé giấy, cho nên là mình muốn cái vé của mình nó không bị nhăn nheo, nó không bị nhăn nhó, để nó trong suốt này cho nó đẹp. Rồi, bây giờ thì chờ tàu vào ga thôi. Chính là cái khoang 4 giường mà mình sẽ đi ngày hôm nay. Ở trên cái đoàn tàu TN thì mình cũng không đòi hỏi gì quá là nhiều về cái nội thất của đoàn tàu. Trước khi đưa ra cái nhận xét tổng quan của mình thì nói chung là trước khi mà mình lên tàu thì mình cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, và mình cũng không có cái sự kỳ vọng quá là lớn vào cái đoàn tàu TN này. Đây có lẽ chính là cái nhược điểm đầu tiên ở trên tàu. Gối và chăn thì khá là mỏng, và nhất là khi mà thời tiết nó đang lạnh như thế này. Ngoài ra thì ở trong khoang cũng không hề có ổ cắm điện. Đây là một sự bất tiện khá là lớn. Toa của mình thì cũng khá là cũ rồi, mặc dù là đã được làm lại, nhưng mà vì đời quá là sâu nên là vẫn có những cái bất tiện nhất định. Ở trên cái đoàn tàu TN6 này thì cũng có những cái toa xe, nội thất nó còn cũ hơn toa của mình rất là nhiều. Nói chung thì tiền nào của nấy thôi. Và ngay sau khi mình ổn định ở trên tàu thì suất cơm trưa cũng đã được đem ra phục vụ. Và suất ăn của mình thì gồm 3 món chính với giá là 50k, cũng khá là cao. Chất lượng thì cũng chỉ ở mức ổn thôi. Nói chung là tranh thủ ăn rồi tàu chạy là vừa. Thank you.
chính là một trong những cái đặc sản đặc trưng nhất của đoàn tàu TN, đó chính là những kiếp nạn khi mà liên tục phải dừng nhường đường cho những cái đoàn tàu ngược chiều được ưu tiên hơn. Và đây là kiếp nạn đầu tiên của mình khi mà tránh tàu SM19 tại ga Kim Liên. Nhưng mà đây mới chỉ là khởi động thôi. Hãy không bỏ qua tất cả và tiến đến khung cảnh đèo Hải Vân đang chờ đón chúng ta ở phía trước. We'll be right back.
chiều cũng đã được đem ra phục vụ. Và mình khá là bất ngờ bởi vì là cơm nó vẫn lặp mọp y chang như là buổi trưa. Và khi mà mình nghe mọi người ở trong khoang nói là từ hôm qua đến giờ thì trưa nay mình ăn như nào thì cả hôm qua nó cũng như vậy. Khi tàu rời ga Đồng Hới thì theo lý thuyết thì tàu sẽ chỉ dừng ở ga Đồng Lê và sau đó thì sẽ chạy một mạch đến ga Vinh. Và thật sự là sau khi rời ga Đồng Hới thì tàu chạy rất là nhanh. Mình cứ tưởng là tàu đang gỡ giờ nhưng mà không. Bây giờ mới thực sự là thời điểm những cái kiếp nạn nó chính thức bắt đầu. Với mọi người thì đoàn tàu này chỉ nên trải nghiệm một lần cho biết thôi, nó không dành cho người vội vàng đâu. Kiếp nạn cũ còn chưa qua thì một kiếp nạn mới đã tới. Anh em đã hiểu cái cảm giác sống chậm thực sự trên đoàn tàu TN chưa? Và kể từ lúc này tàu sẽ chỉ dừng duy nhất ở ga Đồng Lê trước khi chạy một mạch về đến ga Vinh. Lúc này thì mình cũng đã bắt đầu đói nên là mình xử lý luôn cái đống bánh bột lọc mà mình đã mua ở dưới ga Đồng Hới. Mình mua một túi gồm gần chục cái, có hai nhân là nhân tôm và nhân thịt, cũng khá là ổn, nói chung là cầm bụng từ giờ đến đêm. Mình ăn xong thì tàu cũng đã qua ga Đồng Lê, bây giờ thì tàu sẽ chạy một mạch về tới ga Vinh. Và tiết lộ luôn với mọi người là sau khi mà tàu qua ga Vinh thì mới đúng là kiếp nạn của kiếp nạn, khi mà tránh liên tiếp tất cả các đoàn tàu từ SE3 cho đến NA1. Mình thì cũng khá là mệt rồi nên là không thể đủ sức để mà quay được đến lúc đấy nữa. À, có lẽ bây giờ mình sẽ chợp mắt đi ngủ. A few moments later. Ôi giời ơi, anh em thấy chưa? Đấy, muốn đi ngủ có được đâu. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Cái gì? Hello. Thế là ông không đi cùng chuyến bọn tôi à? Đang ở Thường Tín, mới rời được khoảng nửa tiếng thôi. Ông này đang ở trên tàu này. Đây 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 đây. Chào chào anh em nào. Chào rồi anh ạ. Ông đâu ấy, nhớ ông quá. Nhớ ông quá. Gặp ông quá. Mong ông đi được cùng với bọn tôi nhưng mà giờ tiếc quá. Có gì ông có thể đi được cùng bọn tôi chuyến này? Bọn tôi đi trở về thiên nhiên
Bọn tôi đi vào hang. Vào hang tí. Nói chung là bọn tôi đi Ninh Bình đó. Hay là ông vào vùng vùng phủ vùng mất có sóng rồi. Nói chung là bọn tôi đang đi Ninh Bình, tiếc là không có ông. Ôi dồi ôi, mấy ông cháu đi Ninh Bình à? Bạn chắc chưa? Bạn chắc chưa? Mấy ông cháu này không biết mình đang trên tàu. Khôn như đúng rồi. Ôi giời ơi. Còn non lắm. Không biết là mình còn đang ở trên tàu ấy. Trời ơi. Ninh Bình thì Ninh Bình, tí xuống Ninh Bình luôn, không về Hà Nội nữa. Chốt kèo luôn. Tưởng cái gì. Thôi anh em nhá, đổi kèo nhá, đi Ninh Bình, đếch về Hà Nội, không về Hà Nội nữa. Đi Ninh Bình luôn. Có giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Đổi kèo đi Ninh Bình rồi thì càng phải ngủ thôi anh em ạ, bởi vì là tàu đến Ninh Bình vào cái giờ rất là xấu. Ở đây là chúc mọi người ngủ ngon. Meanwhile. Hiện tại đang là 3 giờ sáng mà bọn tôi chưa ngủ, tôi vừa ngủ được 2 tiếng thì có một sự cố làm cho tôi phải dậy mệt vãi, tôi còn hơi có khàn giọng vãi. Và 3 giờ sáng mà có 2 tiếng rồi. Cô. Ai vậy? Bất ngờ chưa các bạn? Ai này? Thách đấu à? Gặp nhầm cao thủ rồi. 3 giờ sáng tôi cứ tưởng ai cơ đấy. Mệt quá. Bạn mày còn tôi không? Tôi 14 tiếng tôi lắc lư lên đầu tôi chưa kêu đây. Tao đọc bố ra nghe sắp bị thập. Tôi cũng vừa dậy mà bạn. Mới dậy thì chả thế. Tôi cũng vừa dậy bạn. Đấy. Dạ. Đấy, tôi tưởng là tôi gặp hiện tượng siêu nhiên nào đó cơ. Bất ngờ chờ các bạn.